Hello tất cả anh em nha, và chào mọi người quay trở lại với channel của mình. Mình là Bisugi đây. Và chào mọi người quay trở lại với cái series mà Bisugi chơi đấu cho chân lý mùa 500 năm này anh em ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng tiếp tục thực hiện những thử thách cũng như là những cái ý tưởng mà anh được đặt ra cho mình nha. Nên nếu như mà anh em nào muốn mình làm gì á thì hãy cứ bình luận ở phía dưới, hoặc là có thể inbox trực tiếp qua Facebook của mình luôn anh em ơi. Thì mình có để link Facebook của mình ở phía dưới phần mô tả và bình luận á. Anh em nào chưa biết thì có thể bấm vào phía dưới và click vào là được rồi. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chưa biết làm con gì cả anh em ơi, nhưng mà mình đang cố gắng mình hướng tới một con nào đó mà ba mũ thủy nha. Tại vì lúc đầu game bây giờ là mình chỉ toàn lấy gậy thôi á, với lại là trận này nó cũng độ mình ít quá anh em ơi. Ra 3.3 rồi, trải qua gọi là hai rau đi chợ với lại là hai rau quá rồi á, mà nó mới có được hai cái gậy à. Thật sự rất là ít luôn á. Sự rất là ít anh em ơi, mới có hai cái gậy à. Nên trận này mình không biết có làm được đủ ba mũ hay không nữa. Với lại là mình phít máu nó cũng không có nhiệt nữa. Ui, ba cái gậy luôn nè. Được quá nhờ. Mình cũng đang tính là làm thử một là những con tướng 4 năm tiền mà đồ thế giới anh em ơi. Anh em yêu cầu cũng rất là nhiều luôn á, với lại là ba mũ nè, ba găng nè, rồi đồ thế giới nè. Đó, anh em đưa ra cho mình yêu cầu rất là nhiều về những cái con tướng 4 hoặc 5 vàng, như là con Ivan nè, con Dana nè, con Aphelios nè, hoặc là những con như là Volibi đồ thế giới nhảy một phát chết luôn nè anh em ơi. Rồi con Semira nữa. Alo, cái con người ta Aisan, đúng rồi, cứ nhầm tên đó. Tại vì skill của nó bay và nó cân năm nó cũng khá là giống nhau anh em ơi, nên lâu lâu nó cũng bị nhầm một tí. Ok, trải qua ba rau đi chợ, hai rau quá thì mình đã có được ba cái gậy nè. Nếu mà muốn ba mũ á, thì phải là còn thêm ba cái gậy nữa. Còn nếu như mà muốn đồ thế giới á thì nó lại dễ hơn khá là nhiều, là chỉ cần thêm hai cái găng nó được. Cái găng thì nãy giờ từ đầu đến giờ nó không rớt ra một cái, nên tỷ lệ cao nha anh em ơi, là những cái rau quá tiếp theo á là mình sẽ được rớt găng đó. Nên nếu như mà tí nữa nó mà rớt găng nhiều á thì mình sẽ cố gắng mình chuyển qua một qua là làm ba găng bảo thạch, hoặc là kết hợp đi chung với là đồ thế giới cái kiểu á. Tùy đồ nó rớt thôi nha anh em ơi, chứ thật sự là mình làm video á mình cũng không có biết trước là mình sẽ làm cái gì. Chủ yếu là trận đó nó ra đồ gì với lại tướng gì nó ra nhiều á thì mình quất thôi. Tại vì ý tưởng anh em đưa ra cho mình cũng khá là nhiều luôn á, nên mình có rất nhiều sự lựa chọn mỗi khi mà mình làm ý tưởng video ở đây mà. Nó độ con mình con gì, nó độ mình đồ gì là mình quất luôn. Ok chưa? Và anh em nào xem thay á thì đừng quên làm lại ủng hộ cho mình nha. Bấm đăng ký kênh cũng như là bấm chuông để nhận thông báo mới nhất về những video mà mình trên kênh hàng ngày nha. Đó là nguồn động lực rất là lớn luôn để cho mình có gọi là động lực anh em ơi, mình làm video chất lượng hơn mỗi ngày. Cái này thì chắc lấy cái găng thôi anh em. Mấy cái đồ này thì mình vẫn chưa có cần thiết mình xài cho lắm á. Mà nếu như mà anh em vẫn chưa có carry chính và cũng như là chưa có chốt được đồ hình anh em chơi con gì á, thì cứ găng là ngon nhất nha. Tại vì găng này là chắc chắn nó sẽ ra hai cái đồ ánh sáng. Mà đồ ánh sáng bây giờ là đồ nào cũng ngon nha anh em ơi. Đồ ánh sáng bây giờ là đồ nào nó cũng ngon đó. Hầu như là gần gấp 3 chỉ số so với đồ bình thường. Đúng rồi, anh em nào chưa biết thì mình có kênh tên là Bi Úa, chuyên đăng về Liên Minh điện thoại á. Anh em nào mà muốn xem mình đánh hoặc là làm đồ gì các kiểu về cái trò Liên Minh đó anh em ơi, thì có thể ghé qua kênh Bi Úa nha. Link thì có ở trên phần kênh đó, hoặc là anh em có thể lên YouTube, anh em search tên là Bi Úa là nó sẽ ra nha. Kênh chính của mình tên là Bi Úa Sagi, là kênh này nè anh em ơi. Level 7 ra Garen, mình lắp luôn cho nó một cái găng và đồ ra cũng khá là đẹp. Nhiều anh em cũng đưa ra ý tưởng là Garen ba đại bác nè, rồi Nunu bay đại bác nè. Anh em cứ bình tĩnh nha, mình đọc hết tất cả comment và mình sẽ cố gắng mình làm từ từ và từng cái một, nên anh em cứ bình tĩnh. Cái nào dễ mình làm trước, cái nào khó mình làm sau, và cái nào mà khó mà lúc đầu mới vào game nó độ mình nhiều quá thì mình sẽ cố gắng mình ưu tiên mình làm nó trước luôn nha. Sự là nó cũng hên xui á anh em ơi, thua 4 trận liên tục rồi nè. Fit máu nhiều nhiều một tí nữa lấy đồ sớm được cho nó dễ. Giờ muốn làm tướng 4 tiền này phải lên level 8 trước cái đã. Cái Ivan nó ta có nên bích chơi luôn không ta? Bữa mình có làm một cái vít Ivan bay quyền trượng anh em ơi, và trong đó là có hai cái quyền trượng thường và có một cái quyền trượng hắc ám. Lúc mà mùa năm á nó lập cái kỷ lục đam luôn, Ivan đập lên 400 mấy chục cái đam. Thật sự là mình lúc đó mình hơi bị bất ngờ luôn á. Ivan 3 sao nha, mình có làm rồi đó. Anh em nào mà chưa xem thì có thể search là thấy Ivan bay quyền trượng anh em. Kênh của mình thì đăng rất là nhiều về đồ gì nè, thử thách nè, cũng như là ý tưởng các em đưa ra cho mình và meta mình cập nhật hàng ngày nữa.
anh em nào mà muốn có bài để leo răng thì cứ theo dõi kênh mình là mình sẽ cập nhật đều luôn, khỏi phải lo nha. Đây y chóc luôn, đầu cái đến giờ không rất găng thì cái rau này rất rất găng thôi anh em. Chắc là mình sẽ cố gắng mình làm một là đồ thế giới, còn hai là ba găng đi anh em ơi. Chắc chắn là làm ba mũ là không được rồi. Mình cũng đang cố gắng mình làm Ivan ba mũ á, nhưng mà nó không ra được, chịu thôi. Úi xòi, chết tên ai cuồng đao. Cuồng đao ánh sáng nó mới chịu cơ. Ủa thắng nè anh em, lắp đồ cái thắng luôn nè. Được, hợp lý hợp lý hợp lý. Giờ nếu mà muốn đồ thế giới hay là ba găng thì trước tiên là phải đi lấy găng trước đã. Gậy là đủ rồi. Hồi nãy ra 3.6 mà nó tự rớt ra cho mình luôn một cái bũ thủy á, thì đỡ hơn. Làm ba mũ luôn. Tướng 4 tiền level 7 ra cũng khá là nhiều nha. Ok, Lucian 3 găng mình có làm rồi nha anh em ơi. Nhưng mà anh em muốn mình thử so đam với con Lucian bình thường với lại là Lucian đồ thế giới á. Cũng có nhiều anh em đưa ra ý tưởng là Lucian 3 cùng cung nữa, 3 cùng cung với lại là 3 cùng đao. Một cái 3 cùng đao là Lucian nó tích được cái nội tại cùng đao khi mà bắn thường không ta anh em ơi. Cái này mình cũng chưa test thử nữa. Này mình cũng chưa test thử nên mà tại vì hồi trước là nó có phòng tập mà 1v0 á, mình về mình test những cái trang bị hoặc là những cái thay đổi mới nhất được á. Nhưng mà không hiểu tại sao mà Riot bỏ ra, giờ chỉ còn ở bên server BBE thôi, không hiểu luôn á anh em ạ. Ở trên cái mobi thì vẫn còn nhưng mà trên PC thì mất tiêu rồi. Trên PC thì qua server BBE anh em vẫn chơi chế độ 1v0 hoặc là 2v0 được. Mà ở trên những cái server chính á tự nhiên bỏ ta. Hồi trước mình hay vào chế độ đó, mình test thử mấy cái món đồ mới anh em. Giờ không còn nữa. Nên mình cũng không biết là cái cuồng đao nó có cộng dồn với cái thanh trừng của Lucian không. Anh em nào mà thử rồi hoặc là biết thì hãy đừng quên chia sẻ với mọi người cũng như là mình ở phía dưới phần bình luận nha. Cảm ơn anh em nhiều. Ồ, Garen cái ra đồ ánh sáng này là ngon quá, nó ngon luôn à. Vẫn chưa chốt được là làm con gì anh em ơi. Phải đi lấy đồ đã. Lấy đồ xong rồi có đồ chuẩn á, thì mình mới chốt được là mình làm mấy con gì nha. Chứ bây giờ thì vẫn còn đang mông lung lắm. Đồ như này thì vẫn còn đang mông lung lắm anh em ơi. Một là đồ nó ra sớm á, để mình chốt đồ luôn thì còn dễ. Chứ mà đồ ra kiểu như là tứ lung tung như thế này thì chốt hơi khó một tí. Anh em thông cảm. Đồ thì hiện tại đấy cũng ok anh em ơi. Cũng châu cũng có đam đấy. Cái găng của tôi, nice, ok anh em ơi, lấy được cái găng này nè, đỡ rồi nè. Là đủ đồ đó, nếu như mà muốn làm đồ thế giới là đủ đồ đó. Còn nếu mình như mà muốn làm ba găng thì phải đợi thêm một cái găng nữa thì mới đủ nha. Ivan à. Ui, Ivan ra nhiều vậy ta. Chơi luôn anh em ơi. Ivan nó tự ra vậy thì không chơi thì chơi con nào nữa. Rồi từ level 7 đến tận bây giờ là Ivan nó tự ra cho mình là chắc tính là chắc phải 5 đến 6 con rồi đó. Mà mình mua mình bán rồi anh em ơi. Từ lúc đó là mình vẫn chưa chốt là mình chơi con Ivan này á. Nhiều khi nó ra mình không có biết. Mà bây giờ tự nhiên lên level 8 roll 2 phát ra 3 con thì chịu rồi. Chơi luôn cho em nó vui. Chơi luôn cho em nó vui. Gấp đồ luôn nha anh em. Cho nó quẻ đồ thế giới luôn đi chứ. Chốt luôn đi anh em ơi. Tầm này là cũng trễ rồi. Chốt luôn nha. Ivan đồ thế giới đi. Coi thử nó đập như thế nào. Có mạnh hơn so với Ivan bay quần trưởng hay không nha.
bị kéo hoài ta. Mày cũng trâu phết nhờ. Ui, có đập một phát crit lên 15.000 đam anh em. Chất lượng đấy. Được cái đây mới. Đập hơi bị chất lượng nha. Một phát crit lên 15.000 đam à. Quái chuẩn. Bỏ vào cái thuật sĩ cái này mà lên mana cho nó nhanh. Thường là chơi Ivan này mà carry là phải bỏ thuật sĩ với lại là tái tạo vào cho nó lên mana với lại là lên máu nhanh đó. Đập liên tục thì mới carry được. Khổ một cái là Ivan này lên mana hơi bị chậm anh em. Nhưng mà đập một cái thì chất lượng á. Đó. Đó. Một cái là ba đứa bay màu liền với dưỡng. Ok. Cái này mới là 2 sao thôi mà cái lượng đam mà nó gây ra cũng hơi bị bất ngờ đó anh em ơi. Mình sẽ cố gắng mình roll Ivan 3 sao với level 8 mà luôn nha. Tại vì mình có một cái Nerco mà tỷ lệ lên nó cũng cao. Mình thay từ từ thôi nha. Mình thay cứ từ từ thôi. Bỏ bớt hiệp sĩ ra là được. Dắt 2 sao Nautilus vào vẫn đang kích búp ngon ở đây mà. Chưa bỏ được. Không có Neko nhưng mà có một cái giáp thiên thần. Ok. Ivan nè. Lên vật 8 hơn 50 tiền à, giàu vậy ba. Đậm phát coi. Và đồ hình của mình tính ra là cũng chất lượng vãi đái luôn á anh em. Đập. Ủa đập chúng con còn à. Đập chúng con nó gây sát thương con à anh em. Sida. Đậm Draven kìa. Đập nó đi, đập nó đi. Đập nó đi. Chưa kịp lên mana cực kỳ chậm. Nếu mà là Ivan bay quần trượng thì mới vào luôn nha anh em ơi. Ui Neko, quay được quá nhờ. Nếu mà là Ivan bay quần trượng thì mới vào là đủ mana để xài skill luôn. Còn cái này thì phải tích mana từ từ thôi, hơi lâu. Cái quả 2 Neko này không muốn lên thì cũng phải lên nha. Không muốn lên thì cũng phải lên thôi anh em ơi. Đồ hình của mình anh thấy không? 5 tiền 4 tiền không? Heimerdinger 5 tiền, Gawain 5 tiền, Volibear 5 tiền, Garen 5 tiền. Đã 4 con 5 tiền rồi và tất cả con tướng còn lại là đồ tướng 4 tiền. Đội hình này chuẩn Exodia chưa? Tà thần kết hợp với 5 tiền anh em. Đội hình này cũng đang khá là hot nhưng mà anh em nên nhớ nha, carry chính không phải là Ivan mà carry chính một là Teemo, còn hai là Heimerdinger nha. Còn cái con Ivan này là mình tự chế thôi chứ không phải là meta nha anh em. Giờ quen tiểu quỷ à. Lần đầu tiên thấy á. Ui. Đập một phát bay màu. Đúng rồi, cứ đánh con Ivan cho con nó lên mana nó đập anh em. Ui. Giờ Ivan khá là khó để chết nha. Tại vì vừa cái thiết giáp, vừa cái bí ẩn. Mà chưa kích bí ẩn anh em ơi, chưa con nào kích bí ẩn á. Mà giờ nó trâu lắm, có tà thần mà sao mà sốc đam chết được nó. Nên cứ đánh nó càng nhiều càng tốt, lên mana sớm cho nó lẹ. Lên mana sớm đập cho nó sướng. Ui,
Ivan ra nhiều ta. Một con nữa đủ nè anh em. Mình ráng roll khô máu luôn đi. Ráng roll khô máu luôn anh em. Hai nơi cô mà. Ui, tem mình nó chất lượng quá. Tem bạn thở không nổi đâu. Toàn tướng 5 tiền 4 tiền mà như thế này thì sao mà chơi được. Ui, biến hệ không à kìa. Cắt ma 2 nè. Ivan đâu rồi ta? Một con nó khó ra chứ vậy. Ui. What the. Ảo vậy nhờ. Hai nơi cô luôn á anh em ơi. Hai nơi cô mà không lên được Ivan 3 thì mình cũng chịu luôn á nha. Thật sự luôn. Đập. Ờ, thua. Ông này có Lucian quẻ cung xanh ánh sáng chất lượng quá. Chứ tôi có Ivan. Đây rồi, lên luôn cho em nó. Tìm nãy giờ roll phải 100 đồng rồi đó. Ok. Ôi ok luôn. Đập. Ui. Một đập 15.000 đam đập hai thằng. Ủa. À nó có. Nó lỗi hiển thị anh em ơi. Chắc nó số nó gần nhau với mình tưởng là 15.000 đam. Mà đập yếu như ta. Fuck. Sao đập một thằng crit lên có 1.000 mấy đam vậy anh em. Nhưng mà vẫn là one shot nha. Vẫn là one shot anh em à. Chắc là hai cái số nó gần nhau với mình tưởng một đập là 15.000 đam. Ai ngờ bật lên một đập có 1.500 đam. Vẫn là one shot nha. Vẫn được nha. Cái tư thần này ra mà cho ai mang lại trời. Ui, fit đồ stick nãy giờ mình bán quá trời luôn á. Ivan, chịu hồ ra đi bạn. Chịu hồ ra đập đường cái anh em. Úi xôi. Mặc dù đam nó không có đột biến quá nhiều anh em ơi, nhưng mà đập một phát vẫn là one shot được nha. Một phát vẫn đi được.
Mà khổ cái là mana hơi hơi bị lâu rồi. Đó, đập cái này mới là 15.000 đam nè. Đập cái này mới là 15.000 đam nè anh em ơi. Hình như cái lượng đam mà khi mà con Ivan này nó chịu hồi ra để coi cho con đây Daisy nó đập cái lần đầu tiên á là cái lượng đam của con Daisy sao anh em ạ. Còn cái lượng đam lần thứ hai nó đập 15.000 á là nó tích mana là nó đập lần hai. Nó khác nhau hay sao á anh em ơi. Nãy mình thua cái ông này đúng không? Ông này cũng mạnh đấy. Chú Hồi đập đăng cái bay màu hai thằng. Đó, 15.000 đam kìa. Không hiểu luôn anh em. Đập thêm phát nữa. Đập thêm phát nữa, 18.000 đam anh em. Mạnh vãi chưởng á, 41.000 đam. Cái này crit lên nhìn đam nó có vẻ khá là mạnh cũng như là hay ho anh em ơi, nhưng mà nếu mà so vào cái lượng đam của Daisy mà bay quyền trưởng thì vẫn là không bằng nha. Nhưng mà nhìn đập nó sướng hơn. Nhìn đập nó crit đó anh em ơi, sướng hơn rất là nhiều. Còn Daisy mặc dù là đam cao nhưng mà đập nó không có hiện cái crit lên á. Nhìn nó hơi yếu nhưng mà đam nó thật sự rất là to. Ui, ông này Aphelos 3 sao luôn. Thắng nổi không ta? Đói. Nổi sao mà không nổi anh em ơi. Solo đi bạn. Bắn nè. Bắn nè, bắn nè, bắn nè. Mình xin nhá. Ông này sao? Rakan. Ui. Độ hình cái ông này mà thắng độ hình ông Aphelos 3 sao luôn. Wow. Cũng hơi bị ghê á. Mình bây giờ thật sự là không có muốn nâng fit đồ stick lên 3 sao chút nào luôn á anh em ơi. Nhưng mà lấy giờ thử. Nâng được thì ngon nâng, còn không nâng được thì cũng không có tiếc lắm anh em. Ui lên à. Lên luôn đi, chứ nhiều khi lên được mà mình không lên, anh em lại đảm bảo là không có mạng nhãn. Mình lên cho anh em mạng nhãn luôn. Đấy, thật sự là mình cũng không có muốn lên cho lắm anh em ơi. Tại vì mình muốn để cho một mình con Ivan nó thể hiện hết. Mà thôi, nó lỡ ra thì lên luôn cho em nó, chứ để em nó tội nghiệp. Hôm nay đồ hình cũng mạnh vời lời luôn á anh em à. Đồ Lucian là đồ bao chuẩn luôn rồi đó. Chuẩn meta luôn rồi. Một đập, bốn thằng đi. Wow. Ok và GG tất cả nha. Tại vì đem hẹn lần sau, hãy chắc là nhớ like và share ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.